Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Tôi lấy play từ là Man 4, Man 5, Man 6, VS Hungo Box, Bunny Park, VS Volmobi, and Hickory Lion, Lightjoy, Boss New Buster, and Pommy. Ok, first play, Hungry Box, Funny Park nào. Bắt đầu vào game chơi nhé các bạn nha. Đây một trò chơi mới nhé các bạn nha. Mình sẽ chuẩn bị gặp con Hungo Box. Bắt đầu mình sẽ chạy ra kia nhé. Mình đặt first play, jump care nào. Đây có hai cửa này mà mình sẽ đi vào cửa này trước nhá các bạn nè. Ê, nó đã chạy ra này. Tập nào. Try again, bắt đầu mình sẽ chạy lại nhá. Sẽ chạy theo cánh cửa bên đây. Ok, bắt đầu mình sẽ quay trở lại bên kia và xem cứ một lấy winner nào. Ok, bắt đầu mình vào game chơi nhé các bạn nhé. Đây là chơi lại từ đầu nhé các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ khám phá từng map một này. Đây là map Funny Park. Đây có các con nhân vật này. Đầu tiên mình sẽ đi lấy cái chìa khóa đây này. Ok, sau đó sẽ sang cái hộp bên đây để lấy khẩu súng nhé các bạn nhé. Ok, đã được khẩu súng này. Đây là bắn này. Tiếp theo mình sẽ bắn vào cái khiên này. Okay. Mình gặp con Hungo Box này. Ô, đây là hình dáng của nó này. Nó đứng giống như con Poppy. À, đây có con Dino này. Con khủng long này. Ok, sau đó mình sẽ sang bên kia. Ok, sẽ bắn vào cái hộp bên này nhé các bạn này. Find the Iclim. Wow, đây là... có một cánh cửa đã mở mà mình bắt đầu sang kia Space Sector, bắt đầu quay trở lại bên kia nhé các bạn. Sẽ bắt vào vào đây. Ok, bắn vào các bảng điện này nhé các bạn. Cái kia nó sẽ sang đây. Bắt đầu mình sang bên kia nhé. Let's go. Ok, chuẩn bị vào gặp con Hungo Box ở kia. Đây là boss final nhé các bạn nhé. Ok, so next the play Zorvo Mobi.
Để sẽ tắt nào. Để mình sẽ đi lấy con gấu này. Và nó sẽ nhặt cái cây này lên. Và bậy cánh cửa ra nữa các bạn này. Đây là do vùng Ruby. Để sau đó sẽ xem cái cụm băng này nhé. Đây con hình dáng của con ếch này. Cửa này không mở được. Bắt đầu mình sẽ sang bên cánh cửa bên kia nhé. Cửa này và đây lấy cái ticket này. Sau đó sẽ vòng sang đây. Ok, sau cho con đặt con gấu vào đây. Đây, sau đó sẽ vào đây gặp con này. Bốt. Nhét ticket vào đây. Mod kia xuất hiện này. Rồi mình sẽ đi nhặt tất cả các vô lăng của cái xe kia rồi nhét vào để đua cái xe đó các bạn này. Cho xe nó chạy. Thế sau đó sẽ nhặt các vô lăng khác ở trên này. Ok, đây có cái vô lăng nữa này. Nó vòng sang bên kia. Rồi đặt nó vào đây. À đây có một cái nhé. Tiếp tục đặt vào trong đây tiếp này. Ok, sau đó lên đây nhặt tiếp này. Vậy là còn hai cái nữa nha các bạn này. À còn một cái cuối cùng ở ngoài kia. Tiếp tục. Ok, đây là cái cuối cùng này. Lắp ghép vào, sau đó sẽ chuẩn bị gặp con bot kia. Nó đang ngủ gật kia này các bạn. Qua bên kia lấy cái con gấu đi nhá. Okay. Mở đường xuống dưới. Ok, nó rơi xuống đây rồi. Bully. À, mình sẽ gạt cần này. Nó chưa gạt được. Để nạp năng lượng cho con gấu nhé các bạn. À đây, đặt vào đây. Ok, winner. And so next, I will play the vocal option in the ad team.
không tôi đi. Ok, mình bắt đầu xi xuống dưới đây để cho các cửa cái đóng lại, nó sẽ lên cả con bot rồi vồ gút lì lên trên đây. Đây, có nhiều quả bóng bay rơi xuống đây. Để lại này. Xuống lại nhá. Rồi sẽ tiêu diệt con hút yêu. Đây, lên trên kia lại. Man for vs the better Willow. Còn đây là con Sang One này. Nó đang đứng đây, nó thay thế con Silitator này. Bắt đầu mình sẽ vào trong đây để gặp con Silitator, à con Zetter. Bắt đầu cho nó bay đầu vào kia nhé. Let's grab the part and get out of here. Okay, con Sang One này nó sẽ đi theo mình ra đây. Wait, I know my enemies. We're being stalked. Mình sẽ quay dăm kè cho bạn xem. These fans are being connected. They make perfect traps. Okay, so next the Physical Room vs the Zetter and the Swelling One. Một nhân vật mới nữa các bạn nhá. Mình sẽ mua con nhân vật này. Zetter nó bắt đầu chạy đi. Con Swelling One nó sẽ bắt đầu xuất hiện. Đây rồi, nó bắt đầu xuất hiện. Câu cái này. Để
tiên mình sẽ quay cảnh lên cây cho bạn xem nhé. Try again now, let's go. Bắt đầu mình sẽ ở đây gặp rất sai đường ngoan lại nhé các bạn nhé. Nó bắt đầu ra tiện lại rồi. Mình bắt đầu chạy đi lại. Đây, giờ mình sẽ tiêu diệt nó đây. Đây, nó sống rất vui à. Mình cho nó đập vào các bức tường màu đỏ này. Tiêu diệt nó xong nhé các bạn. Nó bị ngã ngựa. Đó là đây là con Kitty Sorus các bạn này. Kitty Sorus xây nhưng mà mình lên một phiên bản 11. Go meeting the Silent One and the Good Morning Sinai. Your Majesty, I have finally come to do what I was made for and deliver my jokes. This is my best back yet. I command you to leave and not tell any jokes. Good Morning Sinai. Oh no! Oh, they grow up so fast. Too bad she's about to get completely crushed. This is chaos. Why won't you give me that satisfaction one last time? All I want is to make you laugh. But you know what will happen if I laugh. I do. And I told myself time and time again that some things are more important than laughter. But I can't wait anymore. I need to make you laugh, even if just for a little bit. I can't be put aside again. I am nothing without a ruler to entertain. I am sorry. Your Majesty, tell me, what did the train conductor say to the kangaroo? Hop on! That was terrible. Ôi, con giáp tơ này nó đuổi này.
Đây, chạy em dưới nào. Đã chờ vẫn đang đuổi nhá. Sao này? Nó cứ đuổi này. Ok, đi lại này. Bắt đầu rẽ sao này? Everything we've worked so hard to build, just ruined. I've let the other prisoners go, but grab this one. Things he knows will definitely be useful. If we make it down there alive, we need to find the Queen's Scepter. It's the only thing that can stop. Okay, so next we got the Batman signal. Kép form Zetter. Đây còn Zetter nhá các bạn. Bắt đầu sẽ đi nhặt cái cành hoa. Đây là cái gì mốt đây. Tiếp tục cành hoa. Tiếp tục vòng lại sang bên kia. Rất tờ xuất hiện. Tiếp tục nhảy sang nhau. Chỗ này có còn rất tờ này. Snake gắt tên ở Pen Pen File. Ok, gắt tên Pen File. Map này nó đang sửa dần dần nhé các bạn nhé. Trò này chưa hoàn thiện. Mình sẽ khám phá dần dần cho các bạn xem nào. Đây có cái gì mốt này. Tiếp tục. Không lấy được cái bay à. À, chạy sang kia nào. Ồ, đây có con Benito. Nó đang đứng ngó đây này. Mình chạy sang kia nào. Ồ, hình như không qua bên đây. Ồ, tiếp tục mình chạy sang đây. Trò này vẫn chưa hoàn thành. Rẽ sang đây xem nào. Bên này có một cánh cửa. Ok, Blazer gặp từ lập Batman file Benito. Benito giam kẹt.
Ok, không có gì. Ok, so next giờ Bommy. Ok, Blazer Character Bommy Action now, dâm ke. Đây, hình dáng dâm ke nó này. Dâm ke try kìa. À, nó thả hình trái tim. Ok, tiếp tục mình sẽ sang kia khám phá các map còn lại. Thu thập các skill. Ủa, mất rồi. Để khám phá các map còn lại này. Let's go. Đây, nhập Bommy. Ok, bắt đầu mình sẽ nhảy lên đây. Qua đây. Chưa có con toilet. Try again. Đấy, thêm tôi tập xin skin mới. Lên kia. Lại lên lại này. Ok, so next giờ Hick Lion Leroy. Đây, dòng mắt mới Okay, thanks for watching. Please subscribe my channel. Goodbye again.